Ok, xin mến chào tất cả các anh chị nha. Thì hiện tại là bên em đang đóng gói để giao chiếc loa này về cho khách ở tỉnh. Thì chiếc loa này là chiếc loa Rosin DUB15 cột 10. Đó, một cái mẫu nâng cấp của DUB15 cột. Và nó sẽ có hai phần như thế này ha mọi người. Phần thùng bát ở phía dưới, loa bát ở phía dưới và phần loa chung, loa chép ở bên trên. Và hình ảnh của nó ở đây. Đấy, chiếc loa này âm thanh rất là hay ha mọi người. Dãy chung, dãy bass, dãy chép nó được tách bạch. Chúng ta chơi trong nhà, chơi ngoài sân đều rất là thuận tiện. Rồi, và mình sẽ quay tổng thể ở bên ngoài cho mọi người cùng xem ha. DUB15 cột và phiên bản DUB15 cột 10. Con này nó có tính năng thu âm nè, có FM nè, karaoke, micro, có thể nhớ và Bluetooth 5.0. Đấy. Rồi, thùng loa thì có kích thước bề ngang tầm khoảng 3 găng tay ha mọi người. Khi mà hoàn thiện đóng thùng thì nó sẽ như thế này. Đấy. Và khách ở tỉnh, khách xem video và khách tin tưởng ủng hộ bên Long Phát, rất cảm ơn anh. Đây. Rồi, những anh chị nào muốn trải nghiệm thực tế cái mẫu loa này có thể ghé qua địa chỉ tại số 10-14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc chúng ta có thể ghé qua cơ sở 2 tại số 37 đường số 2 phường Trường Thọ, Thủ Đức ha. Sản phẩm thì đang có mặt tại Lâm Phát và vài hôm nữa thôi thì bên em đã nghỉ Tết rồi. Anh chị hãy tranh thủ sắp xếp ghé qua chọn cho mình một chiếc loa ưng ý để chúng ta có thể sử dụng và chơi Tết thôi mọi người. Đây. Và chiếc loa này rất là hay luôn. Say. Thế rồi em mất tâm hơi, mặt sáng tôi nơi này chơi vơi. Hết hồn em nhắn cho tôi, thế quay nào em không để tôi yên, trái tim tôi đâu phải công viên. Giờ cứ nói em nghe, em sẽ vẫn sống không vui nên em mới quay về thăm. Tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Nhất là khi chia tay tôi cũng buồn, yêu khi trôi nằm mong gối. Thế nhưng người có đâu hay, người mất rồi chẳng là tôi, chẳng phải em.